Hello, xin chào cô chú chị đã chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay đến nhà ghi hình đôi bò đó, con siêu cọp ha, cũng hai bò lứa lứa bò ha chú. Con 8 tháng, con cũng 6 tháng mấy 7 tháng rồi đó. Con cọp thì chiều cao em đo 1m13, còn con xin kia thì em đo là 1m21 22, đo gu sao ha đó. Đây con cọp vòng 1 ha chú anh chị. Đây đó nè, đít nè ha. Wow nè, thì hôm nay em có công việc bận ha, em nên em không có quay nha, em quay cho cô chú xe. Đây chân cẳng nè, không có bú cái xe xuống lúng rồi hết con này nè, lúng miếm nè cô chú, sùng sình nha. Chân trước nè, chân sau nè cô chú chị. Đây cao em có không gu sao, là con bộ xin này là gu sao, là con bộ xin này là gu sao, là mét 22 bò ha chú chị. Sái là nghiêm chỉnh hết đầu tua rủi nè cô chú chị ha. Đó cái lưng nè, đây lưng cặp chiều cam đâu cũng sao, là không sao là 1m13 đó. Cặp cũng lứa 7 tháng bòi lên rồi chú chị đó. Chân cẳng này đứng thẳng băng luôn, thấy không, chân sau nè chú chị, chân trước nè, đó thì cô chú chị 23 2 ngày đầu tụi lỗi ha. Điện cặp thì sái hay chòm sái lưng hay chòm gì gôn chút cô chú chị, sái mặt nghiêm chỉnh nha. Đó điện cặp nè, sái lưng hay chòm gì gôn chút. Thì hai bò này anh chú nhà anh bán giá em cũng thương lượng hết ra rồi, hai con này giá là 30 triệu bao xếp cho cô chú vậy trong vòng 200 km ha. Đó 30 triệu ha, đó 30 triệu bao ship trong vòng 200 km cho cô chú chị ở gần xa ưng ý mua được bò này. Cặp bò này thì liên hệ ha, đó chân móng đứng thẳng băng luôn chú chị. Rồi hai con này giá là giá cá biển ha, giá cực kỳ rẻ, hai con chỉ có 30 triệu mà bao ship cho cô chú chị mình trong vòng 200 km ha. Thì anh bò này anh chủ nhà anh bán một cặp nha chú chị, đó em nội con bò này bán một cặp ha, mới bao ship ăn chú vậy, cặp là 30 triệu bao ship cho cô chú chị mình ha, chứ bán con mà không có được ha, bán con thì thương lượng lại chú nhà đó. Anh chú nhà anh có giao đó, anh có thương lượng với em rồi là bán một cặp này 30 triệu bao ship cho cô chú chị mình ha. Đó gặp nè, hình hài đó ha, con cọp thì lúng hơi cạn hay chú gì, có lúng lúng cạn ha, ép một xong mới nuôi phát là dữ dằn luôn. Ê bác ơi, con gu nè, con gu là sát thăng không đi qua cái. Ôi trời, ôi trời, con gu cũng long da những nhờ sắc lạc hay chú gì đó, nằm luôn nè anh nghe coi, đi quá đây. Gu chiều cao nhắc lại anh đo không sao, 1m22 ha. Đó gu nè, bạn lên tướng tá gu thật dữ dằn ha, gu tầm 7 mấy 8 tháng bò chúng chị. Rồi hai con này giá em cũng báo rồi ha, hai con giá là 30 triệu bao ship cho cô chú gì trong vòng ha 200 km nha. Đó thì cô chú chị mà thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho anh em thả đoạn gu xin sao, hai con này lên tàn dữ dằn luôn ha, tàn xương sóc to ha, gu xin nè lúng chèn luôn chú chị nè. Đó rồi giá cả cái báo ở trần ha, mong cô chú nhìn thấy ưng ý được mua, ưng ý mua thì liên hệ cho em. Đó phần bô xin này sái mặt sái lưng được nghiêm chỉnh nha, nào đó mặt được rỡ luôn ha. Đó hai con này giá là 30 triệu bao xếp cho cô chú chị mình ha, trong vòng 200 km ha. Đó